Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà trên kênh Nhịp Sống Sài Gòn của Nam nha. Hôm nay thì ngày thứ hai rồi, Nam đang có mặt tại đảo Phú Quốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan tiếp một điểm rất nổi tiếng tại Phú Quốc, đó là bãi tắm bãi sao nha Ở cả đây nhà. được nè em. Đây là một cái một trong những cái bãi biển rất đẹp, có bờ biển dài và trắng muốt luôn cả nhà. Bây giờ chúng ta đi vào bên trong bãi biển và tham gia những cái hoạt động tại nơi này nha. Với không gian bờ biển thì rất là mát mẻ, có rất là nhiều cây xanh cũng giống như những cái nhà được lợp bằng lá nha cả nhà, rất là mát. Và đây là một thiên đường biển ở tại Việt Nam với cái bờ cát trắng muốt luôn. Và ở đây thì Nam được biết cát trắng ở đây thì được mọi chính quyền ở đây họ bơm cát và đưa cát vào đây cả nhà, chứ không phải bờ biển này có cát trắng như vậy đâu. Trước đây nó hơi vàng một chút và bây giờ thì nó đã trắng muốt và rất là sạch ha. Cả nhà nhìn thấy một cái quang cảnh ở đây nó như là thiên đường vậy. Và bây giờ thì chúng ta cùng tham gia những hoạt động ngoài trời tại bãi biển bãi sao. Ở đây thì Nam đang vào tham quan cái bãi biển bãi sao 2 nha. Thì bãi 1 thì cũng nằm dọc trên bờ biển này thôi, và có nhiều cái đơn vị họ có thể là họ đấu thầu như thế nào đó để họ khai thác. Thì khu vực này thì ở bên trên thì chúng ta có những cái nhà chòi lá để chúng ta ngồi nghỉ trưa nè. Bên dưới thì cả nhà thấy không, có một cái mô hình có con sao biển, và ở đó thì họ hoạt động về kinh doanh về các cái thuyền, cano nước nè, rồi dù bay, rồi kể cả phao chuối. Ở đây thì Năm thấy biểu giá cũng phù hợp cả nhà. Nếu chúng ta đi cano nước thì 700 ngàn một 10 phút, chúng ta dù bay thì 1,2 triệu. Còn cái phần mà chúng ta dùng cano để kéo cái phao chuối đó thì một lần khoảng 5-6 người gì đó thì cũng tầm khoảng một hình như là để Năm xem là 700 ngàn cả nhà. Và ở đây thì cả nhà thấy không, một cái bãi trắng trắng và rất là sạch. Cái khi mà chúng ta chụp hình thì cũng rất là đẹp luôn. Ở đây biển cũng rất là nhẹ nhàng nha, không có sóng nhiều lắm, biển rất là sạch. Ngày hôm nay trời trong xanh rất là đẹp cho nên chúng ta tắm biển cũng giống như là tham gia những cái hoạt động ngoài trời rất là thú vị ha. Bây giờ thì cả nhà sẽ chọn cho mình những cái hoạt động ngoài trời nha. Chúng ta có thể thuê chiếc cano nước nè, để cho mọi người chở, có những người kỹ thuật viên ở đây chở chúng ta đi, hoặc là chúng ta tự lái nha. Những chiếc mô tô nước này nó chạy với tốc độ cũng rất là cao, và chúng ta am hiểu về kỹ thuật thì chúng ta mới có thể lái được an toàn trên biển. Và Nam cũng chia sẻ thêm, khi chúng ta thuê những chiếc này chúng ta đi, và nếu mà không khéo chúng ta làm cho nó bị ngập nước, hư động cơ thì gần như là chúng ta phải bỏ tiền ra để mà sửa nha cả nhà. Chứ không phải là chúng ta thuê thì khi nó hư thì chúng ta không phải mất tiền đâu. Nên thấy có một cái trường hợp là do quá trình người lái có thể làm như thế nào nó bị chìm, chứ không phải tự động nó hư thì mình không nói nha. Nếu mà chúng ta để nó chìm và nước nó vào động cơ thì cái chi phí Nằm nghe bên chỗ khu vực mà cho thuê người ta báo giá là 4-5 triệu gì đó, thì họ có thể cưa đôi cái bằng chi phí là tầm trên dưới 2 triệu, và người thuê với đó cũng đang có một sự thỏa thuận đó. Cho nên anh em mà có lái thì cũng lưu ý, chúng ta chạy trên biển thôi, nhưng mà những trường hợp chúng ta leo lên xuống mà nó bị tắt máy ở cả nhà, mà không khéo mà nước ngập vào nó hư thì chúng ta phải chịu cái chi phí đó nha. Anh em mà lái này cũng lưu ý ha.
Về tới nha.
Bà lui xa quá ra ngoài nha. Thank you.
chết chết chết. Trời đầy nước rồi. Lên 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 lấy giùm lầu bảo ghi mượn lên. Đầy nước luôn rồi, độc rồi. Đây lấy tiếp cái máy. Đúng ở đây anh nhé. Như cả nhà cũng thấy thì ở khu vực này có rất là nhiều hoạt động trên biển như là cano nước, dù bay, rồi thuyền chuối. Đó là những cái khu vực mà chúng ta có thể thử những cái cảm giác cũng giống như là chúng ta trải nghiệm những dịch vụ ở đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong khu vực bờ biển, nơi có một cái rặng dừa rất là dài, rất là mát và có rất là nhiều cái nhà lá, chòi lá cho chúng ta ngồi nghỉ ngơi và ẩm thực ở đây nhé. Cả nhà thấy không, một cái cảnh vật rất là mát và cho chúng ta một cái nơi nghỉ ngơi thư giãn sau những cái lúc mà chúng ta vắt sức trên biển nha. Bây giờ thì chúng ta vào tìm cho mình một cái chỗ ngồi cho thật là đẹp, có cái view rất là đẹp và chúng ta sẽ gọi món nha. Ở đây thì như Nam xem menu thì có những cái món ví dụ như gọi cá trích, rồi cá kho tộ, rồi một số món đặc sản ở đây chúng ta tươi sống đều có hết. Ở đây là cái món gọi cá trích, cái nhà rất là đặc biệt, có trộn với dừa, đậu phộng, rồi thính, rồi cũng giống như là củ hành. Cho chúng ta một cái dĩa gỏi cá trích rất là ngon nha. Và ở đây thì chúng ta sẽ chấm với nước chấm là chua ngọt, có thêm đậu phộng ha. Ở đây Nam thấy là cái gỏi cá trích rất là ngon rồi. Cả nhà đến đây thì cũng nhớ gọi món này để mà mình thưởng thức nha. Đó, chúng ta trộn đều các cái thính và cả gia vị ở trên lên, xong đó là chúng ta cuốn bánh tráng và rau sống nha. Cá trích rất là ngon và hương vị ngọt thơm, không có bị tanh nghe cả nhà. Thì ăn kèm với món này chúng ta có cái nước chấm chua ngọt đó, làm sệt sệt rất là ngon, vừa chua ngọt vừa đủ, và ở trên thì có thêm đậu phộng nữa nha. Rất đặc biệt, ở đây Nam thấy có thêm phần đậu phộng ở trên nữa. Và rau sống thì cũng có các loại rau thông thường để chúng ta cuốn bánh tráng thôi. Và đây là món cá hú kho tổ chúng ta ăn với cơm. Hôm nay thì Năm đoàn cũng không kêu nhiều món, chỉ có 2-3 món thôi cả nhà. Vừa đủ ăn trưa xong rồi chúng ta lại tiếp tục tham quan những điểm còn lại tại Phú Quốc. Món rau muống xào tỏi tươi xanh luôn cả nhà. Rồi bây giờ thì cả nhà với Nam cùng thưởng thức món gỏi cá trích nha. Chúng ta sẽ cuốn như thế này và chấm với cái nước chấm và chúng ta cùng thưởng thức thôi. Chúc cả nhà có một buổi trưa ngon miệng nha.